Hai mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết về game FIFA 15 Ultimate. Giờ chúng ta vào giao diện game. Trước khi vào game, chúng ta nói về FIFA 15. FIFA là một chuỗi series game FIFA của EA Sports. Năm nay sẽ khác năm trước bởi vì năm trước cái phần online và cái phần offline sẽ được gộp chung với nhau. Nhưng đối với FIFA 15 năm nay thì nó được đầu năm là được tung cái phiên bản Ultimate Team. Còn cái phần offline sẽ được Overtake trong năm nay. Và đây là giao diện game. Bạn sẽ có 6 mục chủ: Home, Play, Transfer, Club, Store và cài đặt. Ở trên bảng Home, bạn thấy có bốn bốn bảng nhỏ: My Squad, PlayStation, Upside, Objective và Neo Park Offers. My Squad là đội hình của bạn. PlayStation là bạn tham gia một giải mở rộng. Objective nghĩa là nhiệm vụ bạn làm để có những phần thưởng. Neo Park Offers thuộc loại những đội hình của tuần. Man of Match là như là người xuất sắc, cầu thủ xuất sắc trong ngày. Transfer là những người chơi chung với bạn trên mạng là đo thành tích với nhau ấy. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn chi tiết về phần My Squad. Khá là bắt mắt, đẹp. Đội hình khá là ok. Sẵn đây, trước khi mình giới thiệu, để có một đội hình hoàn chỉnh, chúng ta nhìn vào bên trái màn hình, có cái bảng huấn luyện viên và đội hình. So dưới cái 414 là Rating, Chemistry. Đấy. Cái team strike của mình là 100%, đó là sự ăn ý với nhau giữa các đồng đội với nhau. Đấy. Để có được sự đồng ý đồng đội thế này, bạn phải chọn những cầu thủ có cùng quốc tịch và giải thi đấu. Ví dụ như đây mình có ví dụ sẵn quốc tịch Tây Ban Nha, giải đấu của họ là giải đấu hạng nhì Tây Ban Nha, La Liga hạng nhì, là cùng quốc tịch. Ok. Thế là đơn giản. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xem chỉ số của cầu thủ. Bấm vào Chance Win ở cái phần dưới hết bên tay trái có Chance Watch và Chance Win. Chance Win. Khá là lộn xộn. Khó hiểu chỗ là không thể nào mà xem. Ở đây ta sẽ có một bảng 6 hàng với những chữ và chỉ số. Trên hết là tên, bên tay trái nhé. Spec như là tốc độ 79, shoot là shooting 67, chuyền 52, dribbling 64, defense như là phòng vệ 28, physical thể lực vật lý, càng bóng giữ bóng. Ok, đây các chỉ số trong game. Còn một điều nữa, phía sau cầu thủ có ngoài chỉ số có ba cái mốc. Mốc đầu tiên là mốc contract, mốc thứ hai là fit và thứ ba là Jimmy. Con nghĩa là hợp đồng, hết hợp đồng bạn phải gia hạn. Fit là thể lực, fit phải đạt 99 thì bạn đá sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chim là phần họ ăn ý với nhau, đây là đội hình cùng quốc tịch và cùng giải nên là ăn ý là 10. Ok. Ok, mà giờ hướng dẫn các bạn cách để cho họ cái gọi là hết hợp đồng, bạn phải gia hạn.
Đầu tiên, câu hỏi kiếm hợp đồng ở đâu? Thứ nhất, bạn có thể mua or transfer, get, market, transfer market. Nó là rose. Đây có ba mục: đồng, bạc và vàng. Có ba loại khác đó là đồng ánh kim, bạc ánh kim, vàng ánh kim. Ba loại ánh kim bên kia sẽ lớn mạnh, nhiều chỉ số cao hơn là ba loại này. Nó sẽ chọn đồng. Cùng quốc tịch, đây là top 8 quốc gia mạnh nhất, còn đây là các quốc gia theo chỉ số, theo từng cái tên một. Nay có cả Việt Nam của chúng ta, khá là vinh dự mà chưa từng xét thử có cầu thủ của Việt Nam hay không, không để ý đến. Đấy, khá là vinh hạnh khi FIFA đưa cả Việt Nam vào game. Mong một ngày nào đó chúng ta sẽ được tham gia World Cup. Mong rằng nếu một ngày không xa, Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực và vươn đến những đỉnh cao. Tôi yêu điều đấy. Việt Nam muôn năm. Ok, người ta sẽ chọn top 8 những cầu thủ mạnh nhất trong Tây Ban Nha. Cái thứ hai mình chọn là, mình đã nói với các bạn là cùng giải. Đây là có hai giải La Liga bên tay phải góc màn hình. Đấy, La Liga BBVA, BBVA là giải hạng nhất, còn La Liga Adelaide như là hạng nhì. Chọn ở trên bên tay phải có chữ là position. Position là vị trí bạn tìm cầu thủ hoặc mua cầu thủ. Chọn một thằng ST, hay là một thằng tiền đạo, đầu cắm ấy. Rồi, ở dưới cái position là Extra Style. Đây là những kỹ năng đặc biệt, các bạn có thể tạo ra từ cầu thủ, nâng cấp nó lên. Đây có Sniper, Basic, Fishman, Dead by, Markman, How Artist, Architect, Powerhouse, Master, Engage, Sentinel, Godan, Goditor, Blackball, Atro, Hunter, Cutilis, Shadow, One, Safe, Card, Blow và Basic. Đối với mình thì mình thích cái loại sniper, sút phạt khá là khủng, nhưng mà cái loại này hiện tại mình khó mà kiếm được. Thứ sáu, club là một câu lạc bộ. Bạn muốn kiếm cái câu lạc bộ đó thì nói chung là phải dựa vào cái league, bạn chọn vào giải nháy, sau đó là bạn chọn vào cái câu lạc bộ ở cái giải đó mà kiếm là chủ yếu thôi. Ok, sau khi tự chọn xong, bạn bấm một cái nút bên tay phải ở dưới cái nick. Đây là các cầu thủ mình đã nói với các bạn là đồng, đồng ánh kim, đồng thường. Còn cách mua cũng đơn giản, có buy now là mua ngay lập tức, mình xem giá hợp lý, bạn cứ bấm buy now, mua về. Thứ hai là mua kiểu đấu giá. Ở đây nó sẽ cho bằng một cái bảng ở dưới chữ buy now, đặt giá là 500, bạn có thể cộng lên, giảm xuống. Khi nào giá phù hợp, bạn bấm bấm bid là bạn đã đặt giá. Sau khi hết thời gian treo, thời gian là nằm trên tấm thẻ, nằm phía trên hết, nó đang chạy đó, hết thời gian, đó sẽ là của bạn. Đó là cách mua cầu thủ, khá là đơn giản. Lưu ý, để chơi được game, bạn phải đăng nhập, bạn bấm vào phần cài đặt, sau đó bạn chọn vào Customize. Nó sẽ ra một cái bảng 4 mục chủ: game, audio, display và general, để bạn đăng nhập. Ở đây sẽ có 6 cái cột. Red Name Club. Trước tiên, hai phần Red Name Club, Delete Club bỏ vào bên, bạn mới bấm vào hàng thứ ba, có chữ login Facebook. Bạn đăng nhập bằng nick Facebook, chơi game này bằng cái nick Facebook. Ok, cái khoảng 2014 mình có thấy là chơi game bằng cái nick FIFA, nick tạo bằng FIFA mà bây giờ thì không thấy, thấy nó kiểu chơi kiểu Facebook. Ok, bạn có thể đăng ký bằng nick Facebook. Ok, bạn nhập vào Facebook, sau đó là bạn đặt. Đây sẽ có hai cái hàng Red Name và Delete. Bạn Red Name Club như là tên cho câu lạc bộ, Delete Club xóa câu lạc bộ. Điều này là mình sẽ không mong muốn. Còn lại những thứ khác bạn không nên đụng chạm vào. Ở phần game, mục chủ phần game. Khi lúc mới vào, con soi số bạn là thế này. Đây,
Control lúc đầu của bạn là Control xem nó thuộc loại đụng chạm màn hình đó, chỉ trên màn hình. Suốt thì đặt trên thế nào cũng làm trên màn hình nữa. Nhưng mà đối với những máy smartphone 4 inch thì 4 inch 4 inch rưỡi thì khó mà chơi kiểu đấy được, có thể che hơn mất màn hình. Bạn chỉ nên chơi kiểu này trên máy tính bảng mà to mà dễ nhìn thấy. Sau đó là bạn sẽ chỉnh qua classic đơn giản, có những phím D-pad trong màn hình. Khi bạn bấm vào như vậy thì nó sẽ tự động lực điều chỉnh cho bạn, nếu không cần bạn phải làm. Ok, bạn mới vào game bạn sẽ có cột này. Những người mới vào game chơi thì sẽ gặp tình trạng là đang đá dừng lại, hướng dẫn suốt truyền chạy chỗ chọc khe thế nào đó. Nó khá là bực bội đúng không? Người chạy gôn đến gần đến thủ môn thì dừng lại, chỉ bằng nút sút này nọ, ấy nhức đầu, ghét cái chỗ đấy, bấm bấm vào game, chọn xuống phần tutorial, bạn tắt ra đi. Đây là cái phần hướng dẫn, nhìn lại nhé. Đấy, bấm cho nó off. Rồi, bấm vào audio. Phần audio, ta sẽ có 6 cột. In-game music là trong khi bạn đá bạn nghe nhạc. Menu Music là ngoài menu và nghe nhạc hiện tại bạn đang nghe đây. Spec là một bình luận viên, nếu mà chơi game mà không nghe mấy ông này bình luận thì khá là buồn. Phóng mà không có mấy ông bình luận viên thì gọi là chán. Tuy là mình nghe có những câu hiểu, có những câu chả biết nào mà trả lời. Còn Commentary, cổ vũ động viên, hoặc là SFX, tiếng ư, a, sút, bụp 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 này kia nọ. Rồi nên để yên on thế là chơi mới ngon. Còn đây là phần hiển thị trên màn hình. Time scope thời gian và để yên. Camera là cái kiểu bạn xem bóng như thế nào. Xin lỗi mình đang bệnh. Camera bạn coi nghiêng ngửa trên dưới, nghiêng ngửa trên dưới và ngang chẳng hạn. Đó là cách bạn xem đá bóng kiểu gì. Camera nó sẽ điều chỉnh bạn thích, nhưng mà nói chung là chơi game football thì bạn nên để kiểu dynamic này, giống như chơi PlayStation. Camera hit bạn nó tăng đầy luôn, nó thuộc loại hình đồ họa đó. Camera zoom phóng thu to nhỏ. Radar là cái bảng đựng đồ nhỏ có như hình cái nút, là những cái cầu thủ á, là những cái nút tròn nhỏ chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui. Bạn thích thì bạn cứ để, không thích thì cứ tắt. Còn play name là hướng nó chỉ về người này đang làm gì, cầu thủ này đang làm gì, chạy nhanh, sút, chuyền hay như thế nào thì nó sẽ hiện lên đầu của thằng tiền đạo. Bạn thích thì để, không thích thì cũng không để. Nếu mình thì mình thích mình để. Ok, xong phần cài đặt. Mình đã giới thiệu sơ lược qua cách mua cầu thủ, bây giờ thằng cầu thủ của bạn bị hết hợp đồng, bạn mua hợp đồng ở đâu? Bạn vào phần thứ ba transfer, là bạn lúc cái bảng này là bạn chuyển nhượng, bạn mua cầu thủ, bạn bấm vào này, cái transfer market đấy, cái bảng to nhất của cái khung này. Vâng, đây sẽ có bốn cái đầu mục chủ: play, staff, consumable và club item. Bạn chọn vào consumable, cái linh tinh. Sau đó bạn bấm vào Start, sẽ ra một cái bảng 8 thứ. Contract, đây chỉ là cái hợp đồng mình cần đây. Fitness, tập luyện thể lực ấy, gia tăng. Healing, là cho những cầu thủ bị chấn thương sử dụng cái này. Play training, tập luyện các cầu thủ. Còn training dành cho thủ môn. Position, mình chưa sử dụng đến nên chả biết được. Semi style chuyển kiểu chơi, ví dụ như là một thằng hậu vệ bạn muốn là tiền vệ, một thằng tiền vệ muốn là tiền đạo, là đổi cái kiểu của người đó. Manager là dành cho mấy sư phụ, huấn luyện viên, mấy cái thằng mà mình mua về để làm huấn luyện viên á. Xin lỗi vì đã xưng hô thằng quá kỳ. Ok, đây là vẫn là ba cái trong phần giới thiệu này, chúng ta xem nó là chất lượng đi. Đồng, bạc và vàng. Ok, xin mình chọn vào cái phần contract, cái tờ giấy có gấp lại một khúc đó, đó là cái hợp đồng. Mình chọn vào đồng, bạc.
và xong bằng bóng một cái nó kín lúp ở gần trên hết, nó có cái lớp màu vàng đó. Và đây sẽ có một cái bảng cách mua cũng giống như bằng một cầu thủ. Đặc biệt cái chỗ này nó có hai thứ này, đúng không? Này là của anh huấn luyện viên, nếu mà huấn luyện viên của bạn hết, bạn có thể mua ngay tại đây. Còn đây cho mang cầu thủ, ok, mình sẽ mua thử cho các bạn xem. Này của anh huấn luyện viên nhé, nhìn kỹ, bạn đã mua. Đây là cho mấy anh cầu thủ, ok. Còn một cách nữa để các bạn kiếm cho mình nhiều hợp đồng hơn là bạn mua, bạn bấm vào cái bảng transfer và chọn vào phần get pass có cái ba anh cầu thủ vàng đồng bạc á, ở trên hết bên tay phải á, đấy có chữ get pass á, và nên là xuyên ra các cái bảng anh hùng. Bạn chọn vào cái anh cuối cùng này 400 gold, và nhìn kỹ có số 12 random item, nghĩa là mua vào sẽ có được 12 thứ tùy chọn lung tung ấy, nó không có nhất định. Mình sẽ mua cho các bạn xem luôn, hy sinh một tí assist. À quên, sau khi mà mua một bất kỳ một thứ gì nó sẽ hiện vào và hướng dẫn kỹ. Sau khi bạn mua bất kỳ thứ gì nó sẽ hiện xuống phần new item ở phần transfer này, thấy không? Mua transfer sẽ nó phần new item, cách lưu nó vào câu lạc bộ của mình khá là đơn giản. Đây có cái bảng này, nên mình đang đưa nó tới đưa cho các bạn xem. Và vào phần sell out in club là lưu trữ tất cả vào câu lạc bộ, ok, nó đã được đưa vào câu lạc bộ. Rồi cái phần kiếm bảo hợp đồng nhiều hơn, mình nãy chưa mua được, mình sẽ mua cho các bạn xem. Ở đây có các cầu thủ bóng, những quả bóng này, nhiều thứ khác linh tinh. May mắn thì bạn sẽ có được những cái xung vận động đẹp mới, ok, muốn nhầm côn. Mình thử cho các bạn, cho nên là không sao đâu, mình có thể kiếm lại sau. Đây là 12 item cho bạn, bộ khá là nhiều lá cờ, những cầu thủ và những bảo hợp đồng ấy ấy, một cái sân động mới luôn, quá tuyệt, khá là may mắn. Ok, bây giờ thì bạn những thứ này mình không cần đến, mình sẽ vứt bỏ. Cái vứt bỏ rất đơn giản, bảng item riêng một item, quick action là bán treo giá bán, quick sale là bán luôn, bán bỏ ngay lập tức luôn á. Ok, mình sẽ bán bỏ, mình xem đây có cái gì đáng giá thì lấy, không thì vứt hết. Bây giờ mình sẽ chọn cái bản hợp đồng và lấy nó vào trong câu lạc bộ. Mình sẽ bấm vào cái nút dưới hết ở bên bảng này, per item á, strong in club á, dưới hết nó vào câu lạc bộ. Đấy. Còn cái anh này thì mình đã có nó rồi, đúng rồi. Còn lại như anh này mình sẽ không thích, mình sẽ xóa tức. Bạn sẽ kéo về bên trái, sẽ có cái ở dưới hàng sell out in club thì có with sell out, nên là bán hết tất cả, hết tất cả rồi. Ok, đã bán thành công xong một phần nữa. À, còn gì nữa không ta, mình ước quên nhỉ. Ok, như thế vào season, à đây này, cái bảng play play này có 5 mục: season, week match, game of the week, tournament và game of the week. Play season thì mình biết rồi, week match như là đấu nhanh. Bạn sẽ chọn một con đội bóng nào đó bất kỳ đối với bạn. Bạn có thể chọn bóng mạnh tùy theo bạn. Ở phía dưới cái hình tròn có cái hình ngang đó, bấm vào. Nó sẽ hiện lên các bảng thi đấu, bảng giải đấu trên toàn thế giới. Ví dụ như là mình sẽ chọn một đội La Liga đi. Đây có La Liga này, giải nhất và giải nhì luôn, League One, League Two. Ở đây muốn đại mạnh thì vào League One La Liga này,
Châu bò hết đấy, Real Madrid, Barcelona. Đấy, đây là phần đấu nhanh. Ok. Bây giờ đến xem Model Week là đội hình cuối tuần. Hôm nay là đội bóng cái đội hình này là đội hình của FIFA, nên là toàn bộ bọn nó đều là trâu bò cả. Nên là nó chỉ thử sức với bạn, bạn thích thì bạn có thể đá với nó này. Karen Robin thì giờ đây này. Chắc ảnh rồi. Cái đó anh trai Robin không? Robin. Đấy, chính xác là Robin. Này là Pirlo. Đúng rồi. Đấy. Đó là những anh siêu anh hùng nó mang về nó làm cái tem của nó. Cái tournament đây là cái phần quan trọng đây. Tournament là cúp xin lỗi bệnh xin lỗi các bạn nhiều. Ở đây bạn bấm vào sẽ chưa đưa các bạn đến một số cúp. Đấy. Những cúp này không phải thông thường, nó yêu cầu bạn phải đạt những tiêu chuẩn của nó thì bạn mới có thể chơi được. Ở đây cái phần là Manager Cup nó thuộc dành cho tuyên dương những huấn luyện viên giỏi. Ở đây cái phần yêu cầu của nó là tem là đội hình của bạn phải đặt sự ưng ý trên 80. Bên tay phải dưới màn hình, góc màn hình nó có chữ Team Genetrai 80 đó. Là sự ưng ý của đồng đội là phải trên 80 hoặc là 80. Đấy, còn những chiếc cúp khác cũng có yêu cầu khác nữa. Đấy, rating phải đạt là 88 có thể chơi được. Ok, xong một phần nữa. Game of the Week. Phần này mình chưa download nên không thể chơi. Chủ yếu của nó là chiến đấu tuần, nghĩa là Barca đá Real, trận đấu hay nhất của tuần ấy, ý là trận đấu nổi đáng để đá thử đá chơi ấy. Đấy. Chỉ cần bấm và đào về cái phần ấy thì mình có thể tham gia chơi. Và đây là cái phần transfer mà mình đã giới thiệu. Bạn có thể bán cầu thủ và giữ cầu thủ, mua cầu thủ ở trong phần transfer. Còn phần club nó cho chúng ta 5 cái bạn. Mấy bạn kia không quan trọng, chỉ mà my club là quan trọng, my squad là quan trọng. Đấy, bấm vào my club. Này, vào my club nó sẽ cho bạn 4 cái bảng nhỏ. Play, staff, consumable và club item. Đấy. Đấy, nhưng anh là hết hợp đồng. Okay. Đây là những cầu thủ của mình khá là nhiều, những cầu thủ mà mình không có đủ tiền sử dụng đến mình sẽ xóa phía sau. Staff là huấn luyện viên, cách mua huấn luyện viên cũng giống như mua cầu thủ. Để mình hướng dẫn các bạn mua cầu thủ và mua những thứ khác. Không vào transfer, vẫn là transfer để mua những thứ khác. Không vào transfer market. Yeah. More staff ở đây có hiện bốn bảng giống hình như trong club item của chúng ta luôn. Staff nghĩa là các huấn luyện viên. Đấy, huấn luyện viên. Bấm. Đây. Manager là huấn luyện viên, head coaches là những người tham gia trong quần đoán như trọng tài, trọng tài biên, người viết giấy để thống kê. CC coaches là những thứ nâng cao cho thủ môn. Fitness coach là nâng cao sự đi xem nhỉ. Fitness coach như là nó nâng cao sự mạnh, thể lực, đúng rồi, thể lực, thể lực cao để giữ cho cầu thủ khó tục thì thể lực, giống như chữ fit. Fitness trong ba cái cụm từ contract, fitness và gym ấy, cho cái phần fit đó ít giảm, nhiều như sau một trận đấu nó sẽ giảm khoảng 1 hay 2 phần 98, 97, 96. Ok. Facial contract nghĩa là làm cho cầu thủ đó có sự vật lý bền bỉ là gia tăng lên đấy, làm cho cầu thủ đó có thể càng bóng, giữ bóng, sút bóng, cướp bóng mạnh hơn. Ok, sẽ bấm vào phần manager để kiếm huấn luyện viên. Đây là quốc tịch của huấn luyện viên bạn thích. Đấy. Còn phần này là nơi mà huấn luyện viên nó làm việc.
trên dậu đá nâu, mình không quan trọng, mình chỉ hiển thị các bạn thôi, bấm vào kính lúp và đậy kim. Ok, ở đây bạn sẽ thấy một cái bảng như là huấn luyện viên. Mình đã hướng dẫn các bạn là có ba phẩm chất đồng, bạc và vàng. Đấy, ba phẩm chất khác là đồng ánh kim, bạc ánh kim và ánh kim. Cho nên là ánh kim là sẽ mạnh hơn những các cái khác. Ok, xong phần lên tinh. Giờ đến phần chúng ta test game. Những phần giới thiệu này mình đã giới thiệu nhiều chi tiết, cho nên là sẽ mất kết nối với server. Mình không chơi mà, cho nên là sẽ mất kết nối. Mình xin phép được thoát game và vào lại để test thử. Ok, ta vào lại. Nên vào giao diện game. Ok, sẽ đấu PlayStation đi. Đây là World Tour, một giải mở rộng của quốc là thế giới rồi đúng không, một giải của thế giới. Đây chiếc cúp đây khá là đẹp. Đây là phần thưởng, đạt 0 điểm bạn sẽ vẫn được thưởng 1.000 một con, đạt 12 điểm bạn sẽ được thưởng 11.500 con, đạt 17 điểm bạn sẽ được thưởng 2.000 con, và lấy luôn cả cúp thì bạn sẽ được 2.200 con và một thẻ silver hợp đồng cùng bạc. Ok, tham gia. Ở đây là các cầu thủ của chúng ta. Bắt đầu, nó sẽ hiện như ai mất hết hợp đồng. Đây như hợp đồng mà mình có. Mình nói với các bạn là có ba phẩm chất đồng, bạc, vàng. Đây, nếu mà vàng thì thời gian thi đấu sẽ nhiều hơn, đồng là yếu nhất. Ok, mình sẽ chọn một cái phẩm chất đồng. Cái thủ này sẽ được cộng 8 trận. Anh này cũng thế. Cầu thủ tiền đạo của tôi cũng thế luôn. Ok, 1 trận. Nếu một cầu thủ của bạn nằm dưới ghế dự bị hết thì nó cũng không cho vào. Một cái nói server đen thật. Mày quá. Ok, chúng ta có thể vào trận được rồi. Khá là lạ. Bây giờ thì đây cái cây sống cứ bị mất, sẽ nó server cái thay thằng đấy. Hơi bị ức chế nhỉ. Khá là ức chế. Xin lỗi các bạn nhiều. Rồi cho mày miếng này. Nếu không là bấm vào nó lại bị ấy nữa thôi là chết. Ok. Trước khi vào game, chúng ta sẽ được, nó sẽ đưa cho bạn một cái bảng phía trên màn hình ấy, hướng dẫn cách lấy bóng, cướp bóng, sút bóng, di chuyển. Khá là ok. Đang vào game. Đây là sân vận động của mình. Khá là đẹp. Giới thiệu hoành tráng.
đẹp mắt, âm thanh thì ok. Rồi chúng ta sẽ test game. À, trước khi đá, mình hướng dẫn cho các bạn. Bên tay trái màn hình, ở dưới góc là một cái cần. Đấy, hướng ra. Bên tay phải là bốn cái nút shoot là để shoot ngay khi goal, throw là để chọt khe cái cầu thủ mà chạy trước mà chọt khe, pass là để truyền có định hướng. Đấy, sprint là chạy tăng tốc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test game. Ôi, không may chút nào. Ôi. Shit. Không may mắn chút nào cả, tí nữa là ghi bàn rồi. Ôi vậy khá là chặt. Wow. Một bàn thắng. Đây, đến đây là phần giới thiệu về FIFA Ultimate Team 15 của mình. Đến đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại. Bạn có thể like, subscribe để cho mình có động lực làm những video khác. Trên hiện tại bây giờ trên YouTube thì có khá nhiều những video. Mình chỉ là làm test để hướng dẫn các bạn trong diễn đàn của mình. Và sau video này, mình sẽ làm một series video hướng dẫn về game GTA San Andreas, hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm những nhiệm vụ khó đến dễ, và mong các bạn chờ đợi. Nếu các bạn nào muốn hướng dẫn bất kỳ một game nào, có thể nói cho mình để mình có thể hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.